Ai xuôi về phương Nam lắng nghe tiếng đàn bên sông, lặng nhìn đám lục bình trôi mấy hàng dừa nghiêng mình soi bóng. Chính dòng sông đổ biển đông như tình em thủy chung một lòng. Hello mọi người, cuộc sống là một cuộc chơi mà chơi đi chơi lại vẫn chơi con rồng. Thì là mình biết được cái điều đó, cho nên là hôm nay ngày cuối tuần thì về nhà ông già ông cũng mướn mình, mướn nói mày mướn mày đi lột giấy gồng nè, rồi ngồi tao trả lương cho mày. Thì mọi người cũng biết là cái công việc lột giấy gồng này nó thu nhập cũng nhiều, khoảng trên dưới 2 tỷ đồng, mà là đồng đồng xu á, chứ không phải là đồng đồng tiền hiện nay đang dùng. Thì nói vui vậy thôi, chứ ổng mướn cho làm rồi ổng pha cho ly cà phê, thì mình cũng đam mê với công việc này cho nên thì cũng làm thôi. Thì sẵn hiện tại giới thiệu với anh em là bên mình đang có baby của nhiều dòng. Thì các cái dòng này thì nó like cũng nhiều loại. Thì anh em muốn mua dòng nào thì ebook mình để tư vấn. Ở Vĩnh Long thì đến xem trực tiếp, còn ở xa thì em sẽ ship tới giường cho mọi người. Còn về số điện thoại thì em để ở phía sau video. Thì xin cảm ơn mọi người.